Em Đại Thanh gửi lời chào tới các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay em lên sóng cho anh em về một con vàng cơ. Vàng số thì lên nhiều mã rồi, nhưng mà hôm nay em muốn chia sẻ với anh em về vàng cơ. Vàng cơ thì rất là dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh, rất nhiều cái tiện. Tất nhiên nếu mà so sánh là hay thì nó sẽ không chi tiết như vàng số, nhưng nó có những cái ưu điểm mà con vàng số không đáp ứng được thì trên con vàng cơ nó sẽ có nha anh em nhé. Rồi, trước mặt anh em, đây là một cái hộp của con vàng cơ của chúng ta, của thương hiệu TD. Đấy, đây là một con vàng dòng cao cấp nha anh em nhé, của vàng cơ nha anh em nhé. Mã là T6 Maximum. Đó, đây là một phiên bản sản xuất cuối những năm 2024. Và đây là phiên bản thương mại ở những cái thời điểm cuối năm 24 và đầu năm 2025 anh em nhé. Em sẽ mở hộp ra. Trước khi mở hộp em sẽ thông báo cái địa chỉ nhập hàng của nó là nó từ Quảng Đông nhá. Busan City, Nam Hải. Đấy, đây là một trong những cái khu vực của Trung Quốc nó sản xuất linh kiện rất là chất lượng. Và nhà máy của TD thì họ đặt ở đó. Thì khi mà mở hộp ra thì các bác có thể quan sát nhé. Đấy, con vàng này hiện tại là chưa có nhái đâu anh em nhé. Phiên bản này vẫn chưa có nhái, có dây nguồn này. Dây nguồn là một cái bộ sách hướng dẫn, chúng ta có thêm một cái chỉnh vang và một cái dâu Bluetooth. Con vàng của chúng ta thì mẫu mới ra, có rất nhiều cái mà em rất là ưng ý ở cái mẫu vàng này. Em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Ở đây em đã để lên trên này cùng anh em quan sát. Thì trước mắt anh em nhìn vào cái mẫu này, nó có một cái thiết kế rất là sang. Anh em nhìn nhé, thiết kế rất là sang trọng. Con này nó không biết là nó là phiên bản thay thế bao nhiêu của dòng T6 này, nó qua quá nhiều phiên bản. Thì đầu tiên này, em ấn tượng nhất là cái mặt nhôm nguyên đúc của nó này. Cái tấm mặt nhôm này đằng trước này, đây anh em nhìn nhé, rất là dày dặn chắc chắn. Các cái nút của nó cũng được làm rất là khôn. Anh em nhìn này, cái độ hoàn thiện của thiết bị đấy, version 2025 đấy, tức là nó sản xuất để cuối 24 và đầu 25 để anh em sử dụng. Con này thì sẽ đến khoảng tầm tháng 10 năm 2025 nó sẽ ra một phiên bản mới, nó thường thường sẽ là như vậy. Con này nó phải có rơi vào tầm từ lúc mà có đời T6 này thì nó phải có khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 8 mã. Qua rất nhiều mẫu mã thiết kế và những cái nâng cấp cơ bản. Đây, volume rất là đẹp. Hai volume rất là đẹp nhưng chắc chắn. Nhìn nó bằng kim loại nó cũng rất là khôn. Và nút nó cũng thiết kế này, nút bấm có điện này. Nút bấm có điện rất là đẹp. Chúc con này nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy là theo cái đánh giá của em, vì em làm qua quá nhiều đời vàng này rồi. T6 Maximum. Đấy, version 2025. Ở trên đây thì nó có logo dập lỗi, nó có một cái tem bảo hành đấy, tem xác thực chính hãng của TD, anh em cào mã ra và nhắn tin để xác nhận đấy. Đây là một cái tem bảo hành đấy, tháng 10 năm 2024 đấy, là ngày sản xuất này. Ở phía sau thì nó có dắt nguồn nhé. Và con này ấy, nó chạy điện 200 cho đến 240V, nếu mà điện thấp quá không chạy được, gần như tất cả các con vàng đều như thế. Ở phần sau nó có cái phần output của súp này, chỉnh được các tần số cho súp này, đường center thì nó có to nhỏ cho đường center, và đường center này nó có chế độ là lấy một là mic, hai là nhạc. Đấy, chứ con này nó lại không lấy được cả hai nhé. Đấy, đây cũng là cái nhược điểm của con vang cơ. Đấy, ở đây thì nó có cái đầu ra này, súp này, center trái phải. Ở đây nữa thì nó có một cái đường ra cho hoa sen nữa. Đấy, nếu anh em mà đi xuống âm ly thì có thể cắm hoa sen trực tiếp luôn vào cái đường rec này. Đường input thì nó có AUX này, có đồng trục này, có optical này và có Bluetooth. Anh em nhé, nó đủ hết tất cả các hệ ăn chơi. Con này không có USB đâu. Đấy, còn phía sau là cái nút preset này là cho anh em mình to nhỏ chế độ nhạc và chế độ mic. Em đang vặn hết cỡ. Đó, cơ bản nó rất là đẹp. Và mẫu vàng này có giá ở trên thị trường, nhà hãng đưa ra là 3,3 triệu một con,
nó là một trong những phân khúc tầm trung cấp này, rất là xịn sò, giá 3,3 triệu một con và chế độ bảo hành là 1 năm đó. Con này thì giá tốt hơn nữa thì anh em inbox cho em vào Zalo, hoặc là anh em ghép theo bộ thì inbox cho em sẽ bán cho anh em giá tốt hơn khi anh em mua thêm những cái sản phẩm tiếp theo. Giá công khai cho anh em là 3,3 triệu để anh em tham khảo. Đấy, một con vàng echo rất là mượt đây. Em có ghép bộ ở đây rồi nha các bác nha. Rồi, mọi chi tiết anh em chủ động liên hệ với em Thanh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.